giờ ta chuyển sang chế độ tự động nè. Ta sẽ nhấn nút này auto nha. Thì tại lúc đó ta chỉ việc đặt lever thôi, máy nó sẽ hoạt động. Nhớ khi đặt ly thì chúng ta sẽ đặt ngay ngắn ly nè, thì cái vết ép nó sẽ ok nhất. Mình nói sơ trên cái bảng điều khiển này nha, thì máy này nó sẽ có hai chức năng, một là tự động hoàn toàn và hai là bán tự động. Bán tự động là cần phải nhấn nút thì cái khay ly mới tự động đẩy vô cho mình được. Như đây là cái auto nè, auto, và khi mà mình chuyển nó qua bên này thì nó sẽ là để tự động hoàn toàn, là tự động nó đẩy khay ly vào luôn, và khi mà ép xong là máy nó sẽ tự động nó trả ra cho mình. Rồi khi mà mình chuyển tiếp tục, mình chuyển nó sang chế độ bán tự động, nó có chế độ bàn tay đây nè. Thì để chế độ bàn tay này á, thì khi mà mình chỉ cần mình phải nhấn nút thì cái khay ly nó mới tự động nó đẩy ra, và khi mà ép xong thì cái khay ly sẽ trả ngược ra cho mình. Trên cái bảng điều khiển này thì còn có thể hiện nhiệt độ và bộ đếm xíu ly của cho mình luôn nha. Và mỗi